Đây tại chợ Châu Bò Lương Thông, và ở chợ ở đây thì cứ 5 ngày lại họp một lần, và mọi người có thể thấy đó, bà con từ khắp mọi nơi mang trâu bò về đây để buôn bán. Đó. Mỗi người thì trong tay đều cầm một cọc tiền để mà chọn mua cho mình những chú trâu chú bò tốt nhất. Đó. Nay phải có đến vài trăm chú trâu bò tập trung tại chợ này. Trâu bò sau khi mà đã buôn bán xong thì mọi người đưa lên dãy các cái xe tải ở đây. Như anh chia sẻ thì mỗi lần đưa đến chợ này mỗi tháng thì anh có thể đem đến đây khoảng chục con trâu một lượt, và mỗi con thì phải đến 30 triệu anh nhỉ? 30 triệu một con. Hơn. Con to là 60 triệu. Con bò dưới cái 70. Đây là con buổi chiều rồi đấy.